xây dựng các cái đường hầm dành cho người bộ hành, cắt ngang qua cái mặt cắt từng trục của cái giao thông đường vành đai 3 đấy. Khu một trong cái khu tập thể là khu tập thể Kim Giang thời bao cấp. Đây các bạn giao thông bao giờ lớn, đây chính là cái trường đại học Thăng Long của Kim Giang năm xưa. Cái dự án cái đường trục của vành đai 2 của thành phố này được đó, con phố Hoàng Đạo Thành. Các bạn ơi, cái cụ Hoàng Đạo đây các bạn, ở đây là trường phổ thông cơ sở có tên Kim Giang này. Xưa là đây là ngoài cái nhà thấp tầng rồi, bây giờ xây cao đến hết rồi. Bây giờ hẳn thời gian thay đổi hơn 20 năm rồi, chợ hết 30 năm đây. Cái tòa nhà lắp ghép này các bạn nhìn. Đây tôi sẽ dừng hình ở đây nhé, tôi sẽ dừng xe đây tôi đi lại. Đấy một hàng xuống đấy, khu này là khu này là gần nửa cái mặt cắt. Hà Huy, Hà Nội Vlog xin chào các bạn. Bây giờ là 11 giờ trưa. Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 11. Cái tiết trời Hà Nội này, cuối thu vào đông rồi. Thế nhưng mà vẫn có cái ánh nắng các bạn ạ. Vẫn có cái ánh nắng. Nên đúng ra là chỉ cần khoác một cái tấm áo, cái sơ mi thôi, cộc tay thôi là cũng đã đủ khoan khoái trong người rồi. Đây tôi đang ghi hình cho các bạn trên một cái trục tuyến gọi là vành đai 3 của thành phố. Đó, cái vành đai 3 của các thành phố các bạn ạ. Đấy có cả cái đường trên cao đấy, nối về cái cầu Thanh Trì. Cái đoạn này là cái đoạn nối giữa cái đại lộ Thăng Long. Cái hướng đi là đi về đại lộ Thăng Long nữa, đi ngược hướng là về cái cầu Thanh Trì. Thì cái con phố này các bạn ạ, trên vành đai 3 thành phố nhưng mà đặt tên phố là tên của cái cụ Nghiêm Xuân Yêm. Cái cụ Nghiêm Xuân Yêm là cụ sinh năm 1913, đâu là cụ mất cỡ năm 2001. Cụ là tổng thư ký của cái Đảng Dân chủ thời Việt Nam trong 30 năm. Đấy, từ năm 1958 tới năm 1988. Có thể gọi là cụ là Nghiêm Xuân Yêm là một chính trị gia. Đấy các bạn thấy không? Các cái đường vành đai thì các cái quỹ đất vẫn đang còn. Đây, cái đường vành đai 3 của thành phố là Hà Nội là xây dựng các cái đường hầm dành cho người bộ hành, cắt ngang qua cái mặt cắt giao thông của đường vành đai 3 đấy. Đây tới đây cái vành đai 3 là tới đây là cái đoạn mà tôi và các bạn sẽ đi qua cái mặt tiền của cái trường Đại học Dân lập Thăng Long. Đấy, của Thạc sĩ toán học Hoàng Xuân Sính và thành lập ra. Đấy, đi một chút nữa là các bạn sẽ nhìn thấy cái cơ ngơi của cái trường Đại học Dân lập Thăng Long. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Thăng Long University kìa. Đấy. Đúng là có những cái con phố mang tên phố thì mình cũng phải biết được lai lịch, lịch sử và con người mang tên phố. Cái cụ Nghiêm Xuân Yêm các bạn ạ, cũng có một thời là cụ còn làm cả cái bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, bộ trưởng Bộ Công trường, Nông trường của Việt Nam. Cái quê cụ thì ở cái đất Tây Mỗ. Tây Mỗ thì bây giờ là thuộc huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thế hôm nay là đi cái trục đường tuyến này là tôi cũng có cái chủ đích đấy các bạn ạ. tôi sẽ rẽ vào cái đường trục của cái khu, một trong cái khu tập thể là khu tập thể Kim Giang thời bao cấp. Đây các bạn nhìn đây này, đây chính là cái trường đại học Thăng Long của bác Hoàng Xuân Sính. Bác Hoàng Xuân Sính là quê gốc là cũng là họ Hoàng, nhưng mà là quê là cùng quê với quê ngoại tôi là ở Kẻ Cót, đất ở cái đất Kẻ Cót, thôn Hạ Yên Tuyết. Thì Kẻ Cót thì là có họ là Nguyễn, Hoàng, Quảng, Doãn, là bốn cái họ chính. Thì bác Hoàng Xuân Sính là người họ Hoàng. Thế vừa trên cái trục đường, trên cái trục đường làng Cót, cái đường trục của làng Cót ấy, thì cũng có một cái gian nhà thờ. Tôi để thấy đề là nhà thờ của họ Hoàng và nhà thờ của họ Nguyễn. Cái trục, cái đường làng Cót bây giờ, cái đường trục thì mang tên là phố Yên Hòa. Đây các bạn thấy không, đây là rẽ vào Kim Giang đây này. Đấy, các bạn nhớ nhìn ở cái đường trục vành đai của Hà Nội mà cái lưu lượng giao thông bao giờ cũng lớn. Cái dự án cái đường trục cái vành đai 2 của thành phố này thì cũng hình thành trước cái năm 2010. Như vậy là các bạn bảo là đưa vào sử dụng và khai thác là cũng được tới là 15 năm nay rồi. Trong cái hệ thống giao thông Hà Nội các bạn ạ, là các cái tuyến trục vành đai nối cái luồng giao thông Đông Tây là rất quan trọng. Đây đi một chút nữa là tôi và các bạn là sẽ rẽ vào cái đường trục chính của cái khu tập thể Kim Giang, thì là mang cái tên là cái tuyến phố là của cụ Hoàng Đạo Thành. Đây các bạn ạ, bây giờ cái địa bàn này là hết cái địa bàn quận Hoàng Mai rồi. Đây, cái phố Hoàng Đạo Thành đấy rồi. Tôi sẽ rẽ vào và các bạn sẽ đi theo cái trục, cái tuyến phố Hoàng Đạo Thành nhé. Coi như cái đường trục của khu tập thể Kim Giang năm xưa để các bạn nhìn lại cái hình ảnh của khu tập thể Kim Giang năm xưa đây này. Đó, con phố Hoàng Đạo Thành. Các bạn ơi, cái cụ Hoàng Đạo Thành là quê cũng ở cái quê làng Lũ đấy, làng Kim Lũ, cùng quê với cả Nguyễn Siêu đấy, Thần Siêu, Thánh Quát đấy. Tôi cũng đã ghi hình cho các bạn về cái nhà thờ và cái lăng mộ của cụ Nguyễn Siêu đấy, trên cái trục đường Kim Giang. Bây giờ là sát bên cái bờ sông của cái dòng sông Tô Lịch, thì cụ Hoàng Đạo Thành là cũng cùng quê với cả cái cụ Nguyễn Siêu. Đấy, cụ là cái nhà sử học, cụ sinh năm 1835. Năm mất của cụ là năm 1905 hay năm 1908. Cụ là nhà sử học. Thế nhưng mà có một điều gần gũi hơn các bạn ạ. Cụ chính là cái cha đẻ của cụ Hoàng Đạo Thúy. Bây giờ tôi mới biết ra là cụ Hoàng Đạo Thúy này cũng quê ở cái làng Kim Lũ. Đây cái phố họ. Đây các bạn nhìn xem. Đấy, cái nơi đây là trong cái khu tập thể Kim Giang là cũng khác trước, khác xa 25, 30 năm trước. Thì cũng có một cái thời gian là vợ chồng tôi ở trong cái nơi đây, trong cái con phố Hoàng Đạo Thành. Vừa vào là khác hẳn đấy các bạn. Tôi phải đi chậm. Tôi đi chậm xem tôi có nhận ra được. Một thời nơi ở năm xưa không? Đây các bạn, ở đây là trường phổ thông cơ sở mang tên Kim Giang này. Khác hết. Nên bây giờ Hà Nội thay đổi quá nhiều. Thế còn bên này các bạn là trường mầm non. Đây tôi thu hình lại cho các bạn nhé. Cái giờ này là 11 giờ trưa rồi. Là các cháu đã tan học rồi. Đây tôi đi vào từ cái con phố mang tên cụ Hoàng Đạo Thành, nhưng mà điểm giao với cả cái phố Nghiêm Xuân Yêm trên cái đường vành đai. Phải đi chậm chậm nha các bạn. Đây vẫn là cái tuyến phố Hoàng Đạo Thành. Số nhà bên này là số nhà 80. Đấy, cái vệt không gian mà xây cái trường trung học cơ sở Kim Giang rộng thế này. Đây các bạn nhìn thấy trước mặt là các bạn sẽ nhìn thấy các cái nếp nhà, các căn hộ lắp ghép 5 tầng của khu thể Kim Giang đây này. Đấy, một trong những cái khu tập thể xây dựng cái thời bao cấp, chắc là cùng thời với cả các cái khu tập thể bên Thanh Xuân, Trung Tự, Kim Liên gì đấy. Ồ các bạn ơi, có lẽ là tôi sẽ phải vòng lại thôi, vòng lại một chút xíu nhé, xong đi ra cái nơi này xong. Đây cái điểm này là đã nối nhập với cả cái dòng sông, cái đường Kim Giang chạy dọc bên cái bờ hữu của cái dòng sông Tô Lịch rồi. Tôi sẽ vòng lại. Đây, tôi sẽ vòng lại. Cái máy của tôi bao giờ cũng hết pin, chắc là nguồn điện áp thấp. Đây, tôi sẽ vòng lại. Đây, các bạn thấy các cái khối nhà trước mặt chưa? Ôi trời ơi, chắc là phía bên kia của cái đường trục vành đai tuyến phố Nghiêm Xuân Yêm đấy. Đây, tôi sẽ tới cái trường mầm non này. Đây các bạn, ở cái trường mầm non này là cái năm xưa là năm 1995 này, chính là con gái tôi là cũng gửi học ở cái trường mầm non này này. Hoàn toàn khác xưa rồi. Đây, phía trước mặt các bạn là cái tòa nhà building xây dựng trên cái nền của nhà máy Rạng Đông năm xưa đấy, bóng đèn phích nước Rạng Đông năm xưa đấy. Đây, vào đây là vào cái lô nhà thấp tầng như cái chuồng chim. Đây là ngõ 58 phố Hoàng Đạo Thành, có thể tôi sẽ rẽ vào cái ngõ này. Khác xưa hết các bạn ạ. Xưa là đây là toàn cái nhà thấp tầng thôi, bây giờ xây cao lên hết. Thời gian thay đổi hơn 20 năm rồi. Ngót nghét 30 năm rồi các bạn. Số nhà 43. Số nhà 47. Đây cái số nhà 51. Ô giờ họ cũng xây lại hết rồi. Xây cao đến 5-6 tầng hết rồi. Đấy cái nhà kính ấy các bạn. Đấy xưa là một cái nhà mà còn có sân trước, một mảnh vườn nhỏ phía sau, thì bây giờ đã biến thành cái tòa nhà cao tầng rồi. Đây tôi đi. Đây tôi sẽ vòng ra nhé các bạn nhé. Tôi sẽ vòng vào cái con ngách này để ghi hình lại cho các bạn. Ô, cái này có ra được không? Đấy các bạn thấy không? Khác hẳn xưa chưa? Đây phía sau lưng nhà đây, cái này không hiểu có ra được không ra được. Ồ, không ra được rồi. Tôi phải đi trở lại thôi. Trời ơi, cái sức ép dân số của Hà Nội bây giờ ghê gớm. Tầm 20 năm, 30 năm là cái sức ép dân số có thể. Nơi đây có áng trực cũng phải tăng lên gấp 3, gấp 4 lần. Cứ nhìn vào cái chiều cao của cái tòa nhà, nhìn vào các cái điểm trường học mầm non với là trường học phổ thông cơ sở là các bạn có thể biết được. Đây, tôi sẽ chạy ra và sẽ ghi hình cho các bạn một vài cái hình ảnh của cái khu tập thể Kim Giang năm xưa và cái dòng sông Tô Lịch ở cái đầu cái điểm lối rẽ vào cái khu tập thể Kim Giang. Tôi sẽ dừng hình ở đấy, coi như là một cái vlog nhỏ khu tập thể Kim Giang. Đây các bạn thấy chỗ nào bây giờ là cũng là chợ dân sinh hết. Trời ơi, đi vượt qua. Đây, tôi sẽ vượt qua và tôi sẽ rẽ tay trái về với cả các cái căn hộ tập thể lắp ghép năm xưa. Đấy, xưa là theo cái quy hoạch thì ở đây là các cái căn hộ tập thể là có khu A, khu B, khu C, khu D và khu F. A, B, C, D là 4 rồi. F và G thì có 6 cái khu tập thể thôi. Lắp ghép năm xưa vẫn còn tồn tại các bạn. Đây, ví dụ khu này nhé, khu này để xem khu là khu nào này. Khu này nó có đánh số không? Đây, một căn hộ này này, một lô căn hộ này, không thấy đánh số là lô nào. Đây, tôi rẽ vào đây. Ôi giời, các cái khoảng không sân giữa các cái tòa nhà lắp ghép các bạn ạ, là cũng đều xây dựng kín hết rồi. Đây, biến thành khu chợ rồi này. Đây, một cái tòa nhà lắp ghép này các bạn nhìn. Đây, tôi sẽ dừng hình ở đây nhé. Tôi sẽ dừng xe đây, tôi ghi lại. Đây. Đấy, khu này là khu. Ô, khu này là còn là khu H cơ. Khu H2. Đánh số thế nào là khu H2. Thế bây giờ tôi với các bạn sẽ xẻ dọc vào đây nhé. Xẻ dọc vào đây, chạy dọc vào đây đi. Đây, gọi là mặt tiền cũng được của cái dãy hát khu thể Kim Giang. Đây, phía đối diện vẫn còn một cái sân lát gạch terrazzo. Đây, các bạn nhìn thấy có giống hình ảnh của tôi ghi hình cho các bạn khu tập thể thành công. Đây, các cái hệ nhà đua ra hết. Đấy, các bạn thấy không? Bột nước sơn hà lên trên, đùa ra không son, đùa ra hết này. Đây, các bạn sẽ nhìn lại một cầu thang nhé. Đấy, cầu thang số 2 của khu tập thể Kim Giang này. Đấy, cái mái không son đua ra đến gần nửa cái mặt cắt giao thông phía dưới, các bạn thấy không? Đấy, rồi cứ gì cái xe máy thôi. Các bạn nghe thấy tiếng xe máy không? Đây, như này là tôi sẽ ra cái điểm giao nhau với cái trục đường Kim Giang rồi. Đó, cái dòng sông Tô Lịch. Thế bây giờ là người ta đang có cái dự án có thể là chỉnh trang lại cái bờ kè, hoặc cũng có thể là người ta sẽ mở thêm một cái cầu nối cái điểm giao của cái phố Hoàng Đạo Thành, đường trục của khu tập thể Kim Giang sang bên phía bên kia. Phía bên kia là mang tên là cái tuyến phố, bên này Kim Giang, bên kia là tuyến phố mang tên cụ. Đấy, cụ Nguyễn Tông Phan, Vũ Tông Phan. Đấy các bạn này, còn nếu quay ngược cái này này, lại đi thẳng nữa, tới cái số nhà 250 phố Kim Giang ấy, và 256 phố Kim Giang là chính là cái lăng mộ của cụ Nguyễn Siêu. Tôi đã ghi hình cho các bạn rồi. Thế như vậy là nếu như vậy là cái lăng mộ của Nguyễn Siêu là sẽ là thuộc cái địa bàn, các bạn nhìn thấy không, của quận Hoàng Mai. Trục con phố Hoàng Đạo Thành bắt đầu từ cái đường Kim Giang. Đây, vào đây. Đây là các cái biển này, các bạn thấy ghi này. Trường tiểu học Kim Giang, trường mầm non Sao Sáng. Năm xưa con gái tôi học đấy. Trường trung học phổ thông Kim Giang, lại trường mầm non Sơn Ca Kim Giang. Đây, các bạn thấy được là cái sức ép dân số mà đấy, cái khu nhà lắp ghép Kim Giang phải gánh chịu từ cái thời bao cấp. Thế còn đây này, tôi ghi hình lại cho các bạn, vẫn còn cái góc chợ Kim Giang năm xưa, chưa mấy thay đổi. Đây, và cái con phố Hoàng Đạo Thành. Đây, các bạn cứ nhớ, cụ chính là nhà sử học. Đấy, cụ là cũng quê nơi đây. Đây là Kim Văn, Kim Lũ. Đấy, và cụ là thân sinh của cụ Hoàng Đạo Thúy. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, bây giờ là tôi sẽ, để dừng hình thì là tôi sẽ hướng theo cái trục đường, cái con phố Hoàng Đạo Thành nhá, đi thẳng cỡ chừng được khoảng 200 m thôi là và nó sẽ tới cái trường mầm non. Cái góc đây là có một cái góc cây bồ đề. Đây, và các bạn sẽ nhìn thấy được một góc phần, một cái dãy nhà của đó khu tập thể lắp ghép năm xưa, và hình ảnh của cái chợ Kim Giang. Đó. Đây. Cái góc này là trước mặt là cái dòng sông Tô Lịch. Đây đang quây tôn, cải tạo rồi. Đấy, một chút xíu có vậy thôi các bạn ạ. Gợi nhắc lại một cái góc khu tập thể lắp ghép thời bao cấp, một cái góc mái trường mầm non xưa. Con tôi cũng đã học nơi đây, lúc cháu nó có tuổi rưỡi thôi. Đây, tôi sẽ dừng hình nơi đây một chút, cái tán cây bồ đề và cái dòng xe trên cái tuyến phố Hoàng Đạo Thành cắt về Kim Giang, về tuyến phố Kim Giang. Luôn chúc các bạn sức khỏe và an lành.